Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, gọi tắt là PC49, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, ngày 26 tháng 11 năm 2013, đơn vị này vừa bắt quả tang cơ sở mua bán heo của bà Trần Thị Thu Hà ở ấp Tân Lập, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, đã bơm nước và chích thuốc ngủ cho hàng chục con heo để bán. Trước đó vào chiều ngày 25 tháng 11, khi PC49 bất ngờ kiểm tra cơ sở trên, đã thấy 6 công nhân đang bơm nước và chích thuốc ngủ vào 66 con heo trong chuồng. Bà Hà không cung cấp được các loại giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh, giấy kiểm dịch động vật và giấy chứng nhận vệ sinh môi trường. Nước thải ở chuồng heo xả trực tiếp ra môi trường. Bước đầu, bà Hà khai thường mua heo ở các hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ. Trước khi chở heo bán đến lò mổ, bà Hà cho công nhân bơm nước vào heo để tăng trọng lượng khi bán. Để tránh việc heo ói ra nước, công nhân chích thuốc ngủ cho heo. Từ tháng 4 năm 2013 đến khi bị bắt, bà Hà vẫn dùng cách bơm nước, chích thuốc để bán heo cho các lò mổ ở tỉnh Tây Ninh. Hiện công an đã lập biên bản tạm giữ các loại thuốc, sổ sách và các vật dụng liên quan đến vụ việc để điều tra. Riêng 66 con heo, PC49 đã giao cho trạm thú y thành phố Biên Hòa quản lý để lấy mẫu máu xét nghiệm, củng cố hồ sơ xử lý.